Vâng, em chào các bác. Vất vả hôm nay cả ngày trời đây mới rước được xe đẹp về để phục vụ các bác như mình đây ạ. Vâng, một chiếc Camry 2011 phiên bản 2.4G các bác như mình nhé. Vâng, các bác chờ một chút thì em Khương sẽ gửi đến các bác clip để bác nào mà thích Camry thì có thể tham khảo chiếc xe nhé. Và chắc là em sẽ lên sóng qua để cho các bác nhà mình lắm bắt được thôi. Tại vì giờ là cũng sắp gần 7 giờ, em cũng phải đi đi ăn rồi, đi có hẹn. Vâng, thì em sẽ lên sóng qua cho các bác nhà mình để cho các bác nhà mình lắm bắt được. Đấy, con này có cả cam 360 độ rồi các bác nhé. Cam 360 độ mà hình như các kiểu con đà điểu rồi. Đây, cho các bác xem này. Đó, cam 360 độ luôn này. Vâng, bác nào mà thích Toyota Camry thì chờ em một chút nhé. Rồi, để em gọi chú bảo vệ nhé. Giờ em ra mở cửa. Đây là cửa hàng của em Khương nhé, 470 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương. Hotline 0833 1199. Em muốn rất là nhiều xe đẹp. Chú ơi, chú Nhương ơi. Dạ vâng, thì một em hàng vừa về của em nóng hổi luôn, thì em lên sóng để cho các bác nhà mình, thì bác nào có nhu cầu thì có thể tham khảo các bác nhà mình nhé. Bác nhìn này, một chiếc xe sản xuất 2011 Camry 2.4G Việt Nam các bác nhé. Tất cả tình trạng xe zin đét hết luôn, từ ghế, từ nội thất luôn. Chắc hẳn bác nào đã đi Camry cái đời này thì đều đã biết rồi đúng không ạ? Cái ghế của Camry này thì nó rất dễ bị hỏng nếu mà khi mà các bác sử dụng nhiều. Nhưng mà nếu mà chiếc xe mà còn nội thất thì là một trong những chiếc xe mà nó rất là ok đấy ạ. Vâng, xe mới chạy được có hơn 8 vạn một chút các bác nhé. Thân vỏ tất cả tình trạng căng mọng đẹp. Bác nào mà có tầm tiền gần 500 triệu thì có thể tham khảo cái chiếc xe này của em. Em vất vả từ sáng đến giờ mới săn được em nó về để phục vụ các bác như mình đấy ạ. Đấy, mua một chiếc xe cũng vất vả lắm đấy ạ các bác. Để có những sản phẩm đẹp, chất lượng đến tay các bác nhà mình thì chúng em luôn phải săn tìm. Và có anh em săn tìm tất cả các đầu mối để có những chiếc xe đẹp cho các bác. Và những chiếc xe mà thường thì những cái chiếc xe mà đời mà cũ cũ một chút đấy, đời mà cũ cũ một chút thì em hay phải đi tận tay đấy, để xem để thì mới tuyển được đúng như ý về các bác. Vâng, thì bác nào mà ở Bắc Linh này, biển 99 này, thì có thể để nguyên cái biển này cũng được này, 00768 00 thất Lộc Phát đó, 00 thất Lộc Phát, một cái biển rất là ý nghĩa phong thủy luôn. Camry 2.4G Việt Nam các bác nhé. Hai sản xuất 2011, tất cả tình trạng zin đét hết. Vâng, thân vỏ tất cả các cái rất là đẹp các bác nhé. Đây, xe của em mộc về đấy. Có như nào thì nó hiện ra như vậy luôn. Đây, vẫn bản đất cát em đi này. Vẫn luôn bản đất cát luôn này. Em vẫn lên sóng cho các bác nhà mình nhé, để cho các bác nhà mình có thể tham khảo. Và cái xe thì quan trọng nhất là cái cốt thôi. Còn bắn biếc hay là xước sát thì không tính tiền các bác. Nhưng hiện tại tình trạng chiếc xe thì của em nó không có xước sát đâu ạ. Thân vỏ căng mọng đẹp các bác nhé. Bao cho các bác không đâm xô, không tai lạn, không ngập nước. Máy móc zin các bác nhé. Sản xuất 2011 các bác, 2.4G. Vâng, con này thì thân vỏ rất là căng rồi ạ. Đây, cho các bác xem từ cái đèn này. Đây, cái đèn của đời này 2011 đây các bác nhé, nhưng vẫn trong veo ạ. Xe mới chạy hơn 8 vạn thì nó đối với Toyota Camry nó không xi nhê gì đâu các bác, nó là bình thường các bác. Nói chung 8 vạn thì các bác chạy cũng khá là ít rồi. Tất cả đèn đóm biếc là những cái lẹp biếc này là đẹp, nhựa đèn nhựa biếc cũng vậy. Được những cái đường khe kẽ này rất là ok các bác nhé, mép biếc này, mặt ca lăng sáng bóng luôn ạ. Đèn pha bên này rất đẹp các bác nhé, không có lứt vỡ mờ ố gì cả đâu ạ. La răng con này đã la răng phay rồi các bác ạ.
máy VVTi xinh nhan rất là ok các bác nhé, đẹp nhé. Đây các bác nhìn này, thân vỏ rất là ok các bác nhé. Con này xe khá là căng các bác, màu đen. Con này rửa đi nữa nó sẽ rất là bóng. Đèn hết đẹp các bác nhé, đèn đóm này màu mè nó rực rỡ luôn, màu lào da màu đấy luôn ạ. Con này đã được có cam 360 rồi các bác, cam trước cam sau các kiểu con đà điểu luôn ạ. Đèn đóm sáng trưng luôn các bác nhé, cảm biến đi xung quanh xe rồi. Cùng ngắm nội thất nhé. Đây các bác này, giá trị những chiếc xe mà em Khương tuyển chọn cho các bác nhà mình nó nằm ở đây này các bác này. Tất cả tình trạng là rất là đẹp các bác nhé. Đây, da riêng là còn nguyên bản này các bác nhé, nguyên bản chưa thay thế một cái gì các bác nhé. Các bác đến một cái thay một cái da nào thì là biếu các bác 5 triệu để khẳng định được cái lời em Khương nói. Nó có đẹp thì em mới dám nói to các bác ạ. Nếu mà nó không đẹp thì không bao giờ em dám nói to như vậy đâu ạ. Đây các bác này, tất cả các phím chữ rất là ok đẹp các bác nhé. Bản 2.4 đã có ghế điện hết rồi, hai cái ghế điện rồi. Và tất cả ghế, những cái chi tiết táp ly, táp lô ấy, nó rất là bóng và đẹp. Đây các bác nhìn này, gỗ bóng lừ luôn. Và em vẫn chia sẻ đây, thảm vẫn còn nguyên này các bác này, từ lúc đầu này. Ghế kia cũng vậy, nó nguyên này, các bác nhìn này nó mới mới rồi, bóng dáng luôn này. Đây các bác này, ghế này, ghế zin các bác nhé, bọc lại không tính tiền đâu ạ, ghế zin các bác nhé, ghế zin nó đẹp này đây các bác này, và cái da zin nó khác các bác nhé, da zin nó có độ cứng nhưng nó vẫn mềm, lố ghế thông hơi hết rồi, không có rách rách gì cả đâu ạ. À, đây các bác này, cái con Camry thì các bác nhà mình chắc hẳn đi Camry đều đã biết cái bản táp ly của cái xe Camry này, nó rất dễ cao su, nó rất dễ bị lão hóa các bác ạ. Nó rất dễ bị nhũn, khi bác nào mà bác bấm tay hay là có cái tác động gì đấy thôi là nó sẽ bật hết, là nó rách ra các bác, hoặc bấm tay đây nó sẽ có vết. Nhưng mà con này táp ly rất là đẹp nhé, táp ly bản này rất đẹp, chắc là bác này là rất ít khi mà để trời lắng cho nên là nó mới táp ly nó còn đẹp như này các bác này. Camry mà tìm được cái táp ly còn đẹp này rất là hiếm luôn các bác nhé. Tất cả các chi tiết trần nước sáng đẹp các bác ạ. Đã được lắp màn hình Android rồi, màn hình Android cam 360 độ, đó là một cái lợi ích để các bác nhà mình mua xe cũ đấy ạ. Các chi tiết rất là đẹp các bác nhé, gỗ bóng lừ luôn, vẫn còn những cái đồ đạc linh tinh đây, mai em về mới cho dọn rửa ít cho nó sạch sẽ. Nói chung con này thì rất là tươi rồi, rất là tươi, các bác cứ nhìn bác nào một tinh ý thôi, chỉ cần nhìn những cái chi tiết ghế nó còn nguyên này, táp ly mà đời này nó đẹp như này này. Đây ghế lái này các bác nhìn này, cũng vậy nhé các bác nhé, rất là đẹp luôn. Hàng ghế sau này các bác này, đây các bác này, tem mác này vẫn mới keng luôn nhé. Phía dưới này cũng vậy này, cái tay này nó rất dễ bị xước nhưng cái tay này rất là đẹp này các bác này, nó chỉ có những cái vết xước nhỏ thôi ạ. Nói chung Camry mà 2011 mà tìm được một chiếc xe như thế này thì trên thị trường thì các bác tìm mỏi mắt luôn, không có luôn ạ. Đời này mà nó còn ghế zin như thế này thì thực sự các bác nó là quá khủng khiếp rồi. Các bác đã phải rất là giữ mới có được một cái ghế zin như này rồi ạ. Ghế zin rất là đẹp các bác nhé, không có rách cái gì đâu ạ. Gỗ bóng lư luôn ạ, cái gỗ này bóng nhoáng luôn. Ghế đẹp tuyệt vời các bác nhé, con này ghế rất là đẹp luôn, ghế con này căng. Cho các bác xem cái top nhé, xem cái cánh bên này nữa tiếp đi. Đây các bác này, từ những cái khuy cửa này mới khủng luôn ạ. Ghế này đẹp tuyệt luôn các bác nhé, mà ghế zin nha các bác nhé, chứ bọc lại thì không chấp, không tính tiền, nhưng nó là ghế zin thì nó mới là quý các bác, mà nó mới là giá trị các bác.
em vẫn chia sẻ các bác nhà mình rồi, xe nó chạy nhiều thì nó mới bọc ghế đúng không ạ? Nhưng còn tự nhiên thì đời này ai ta chả ai ta bọc ghế làm gì cả, mà cái ghế nó còn thì là nó mới là chất các bác. Rất là mới luôn các bác nhé, mới thì đẹp từ những cái này này, già nhé từ những cái phím này, già zin này, cái này nó là xuất sắc rồi, xuất sắc luôn các bác nhé. Này các bác nhìn này, từ cái tem cái nhất này, sản xuất 2011 này, rất là mới nhé. Đây cái ghế con này đây, ghế chỉnh điện hết đây này, cái phần ghế lái đây các bác này, nó còn căng hết như này đây, nó còn không rách không riếc gì này các bác này, nó vẫn còn nguyên này. Các bác nhìn này nó sướng này, từ các cái phím này. Ui sỏi ôi, xe như thế này đây, những cái tay này rất dễ bị xước này các bác này, những tay rất là ok này các bác này. Đẹp tuyệt vời luôn các bác nhá. Con này nó là chấm hết rồi các bác. Bác nào mà thích Camry thì về nó đội của em là chuẩn chỉ, chuẩn chỉ luôn. Đây lỗi các bác, đây nó chỉ có những cái bật bật này, kéo 5 tháng rồi các bác này. Đây, các bác cái tỉ tay như này không tránh được ạ. Logo lối biếc sáng bóng, phím biếc sáng bóng luôn. 8,2 8,2 này các bác này. Xe rất là đẹp luôn. Con này đã có những cái, nói chung bác này bác lắp hết đồ chơi rồi, không thiếu một cái gì đâu ạ. Ở sản nốt cái cốp nha các bác nhé. Sập cốp của này thì nó là chấm hết bài luôn rồi các bác ạ. Ui giời ơi, đây các bác này, các bác nhìn này mới chưa, mới khửng luôn các bác ạ. Này lỏng cốp này, đẹp tuyệt vời luôn. Từ những cái chi tiết này của nó này, quá là mới luôn. Đây các bác này, ui giời ơi, cái chi tiết này các bác này vẫn còn vạch sơn này. Ui à, quá là mới luôn, đẹp tuyệt vời luôn các bác nhé. Vâng rồi, ok các bác, em lên sóng qua để cho các bác nhà mình nhé. Bác nào mà có nhu cầu thì có thể tham khảo này. Này đời cao rồi, 2.4G 2011. Lốp thì một dàn lốp còn rất là ngon luôn. Lốp con này chạy 4 vạn nữa vẫn ok các bác nhé. Một dàn lốp chạy 4 vạn. Vâng, thì vậy thì chiếc xe này thì các bác nào mua về chỉ đổ xăng và chạy thôi, không phải làm gì nữa các bác nhé, không phải làm gì luôn. Đấy, xe đi chắc chắn cực kỳ luôn. Bác chủ bác ấy bảo là bác ấy mới bảo dưỡng rồi. Đấy là một cái lợi ích cho các bác nhà mình, bác nào mà quan tâm. Còn chiếc xe này chỉ rửa nước lã đi thôi, em khẳng định nó là bóng dáng đẹp lừ luôn. Tại vì cái cốt nó đẹp rồi các bác. Đấy, các bác có thể nhìn thấy em quay này, nó chưa có xước sát gì. Đấy, cái cốt nó rất là ok thì đương nhiên là rửa nước lã nó sẽ đẹp. Vâng, thì chiếc xe này thì đang được em chào bán cho các bác nhà mình với giá yêu thương nha các bác nhá. Em đang chào bán là 495 triệu đồng. Còn xe mới về em bao giờ cũng ưu tiên các bác 1-2 ngày đầu. Xe mới về bao giờ cũng có giá yêu thương cho bác. Bác nào thích cứ alo trực tiếp cho em Khương. Em Khương chỉ thích làm việc trực tiếp thôi. Bác nào thích thì cứ đến trực tiếp. Đấy, sẽ mua được giá hợp lý của em Khương thôi các bác nhé. Vâng, xin chào tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác ở những clip tiếp theo ạ. Các bác mà muốn mua xe đẹp chất lượng thì cứ qua em Khương nhá. Em có rất là nhiều xe đẹp luôn cho bác nhà mình này. Còn rất là nhiều xe đẹp để phục vụ các bác. Các bác có nhu cầu thì qua em, các bác nhá. Rất là nhiều xe đẹp luôn. Rồi, ok các bác. Xin chào các bác nhá.